What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay admin sẽ cùng các anh em mở một chiếc bàn phím rất là đặc biệt. Một chiếc bàn phím mà mình đã có post một cái video test thử nghiệm mà có rất là nhiều người hỏi. Thì đây chính là chiếc bàn phím mà hôm nay mình sẽ review. Đây là chiếc bàn phím Handjoy K1, một trong những chiếc bàn phím mà đang gây mưa gây bão trong những ngày qua. Đây là bàn phím dành riêng cho điện thoại di động mà thôi. Thì các bạn có thể thấy là cái kích thước nhỏ gọn của chiếc hộp này. Thì chúng ta vẫn sẽ thấy cái hình của bàn phím in ở ngoài vỏ hộp. Vỏ hộp được làm rất là chắc chắn nha các bạn, rất là cứng. Và nó được làm rất là nhỏ, đây, chỉ bằng khoảng cái bàn tay của mình thôi. Ok, mình sẽ cùng bóc hộp và giới thiệu sơ qua chiếc bàn phím này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về thiết kế bên ngoài của chiếc hộp sẽ không có gì đặc biệt ngoài một chiếc hộp màu đen có logo của nhà sản xuất là Handjoy và có cái hình của chiếc bàn phím, có cả đèn LED luôn. Một số thông tin cơ bản ở đây ví dụ như là dùng cho cả Android, iOS, máy tính bảng, điện thoại hay là đèn LED và dùng switch cơ học của bàn phím cơ. Thì ok, bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, cùng mở hộp luôn. Thì con này có thiết kế cái vỏ hộp là kiểu giống như kiểu iPhone ấy, mình sẽ phải mở cho nó tụt từ trong tụt ra. Rất là khít. Ở trong này chúng ta sẽ nhìn thấy có một chiếc bàn phím nằm gọn phía trong, cái lớp mút bảo vệ. Bên này chúng ta sẽ có dây cáp này. Đây là bàn phím này, sẽ không còn gì hết. Ngoài ra thì trong này chúng ta có một cái giấy hướng dẫn sử dụng nữa. Đó. Ở trong này thì nó sẽ có chia ra làm hai cái hướng dẫn, một là dùng cho để kết nối với lại Android thì mình sẽ scan cái QR code này, hai cái là dùng iOS thì nó sẽ ra cái bản hướng dẫn trực tiếp trên web. Đó, thì nếu mà các bạn chưa muốn kiểm tra kỹ hơn thì mình có thể dùng cái này. Ok, mình sẽ bỏ cái bỏ hộp sang một bên. Rồi, bây giờ mình sẽ đến phần chính là chiếc bàn phím. Ngoài cái bàn phím ra chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp trùng cổng micro USB nữa. Cái dây cáp này thì dùng để sạc cho máy nha các bạn, hoặc là để kết nối với máy để mình crack máy. Rồi, và đây là chiếc bàn phím mà các bạn đang mong đợi, một chiếc bàn phím cực kỳ nhỏ gọn đến từ Handjoy. Bàn phím này chỉ dành cho riêng cho cái điện thoại nhé, mình xin nhắc lại là chỉ dành riêng cho điện thoại thôi. Điện thoại và các cái hệ điều hành điện thoại ví dụ như iPad hoặc là dành cho tablet vân vân. Rồi về hình dáng bên ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình dáng rất là đơn giản thôi, giống như chiếc bàn phím nhưng mà mình sẽ chỉ cắt một phần ở phía bên góc tay trái để mình sử dụng các cái nút cơ bản để chơi game. Nếu mà với chừng này nút mà dùng để cho game điện thoại thì các bạn thấy là sẽ dư dả rồi, rất là thoải mái rồi. Cho nên các bạn đừng thắc mắc vì sao nó lại ít nút như vậy nhé, thì cái này dùng cho điện thoại mà. Rồi ở đằng sau thì chúng ta sẽ có các cái đệm cao su và cũng có thiết kế hơi nhô lên để cho mình có thể sử dụng thuận tay như thế này. Và cái cây cáp thì là thuộc dạng cây cáp ngắn mid profile thôi, chứ không phải là dùng cây cáp cao. Và cái nhựa sử dụng để đúc cây cáp cũng là nhựa PPT cao cấp. Đây là nhựa PPT nha các bạn. Nhựa PPT thì sử dụng nó sẽ gõ có cảm giác sướng hơn và nó cứng hơn. Và thứ hai là nó sẽ không bao giờ bị bóng trong thời gian sử dụng, cũng như là sẽ không bao giờ bị mờ, tại vì con này là double shot. Phía bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái switch brown của thằng Kai. Đây là switch cơ học nhé, của bàn phím cơ. Switch này thì sẽ cho độ bền cao hơn nhiều so với những con bàn phím cao su, và cũng như là cảm giác bấm phản hồi cũng rất là nhanh. Đó, một trong những điểm cộng cực kỳ lớn cho bàn phím này. Ở phía trên đây thì chúng ta sẽ có một cái dải đèn LED thông báo. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ không còn gì nhiều ngoài cái logo Handjoy ở đây. Ở đằng mặt trên thì chúng ta sẽ có cổng kết nối USB. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái ký hiệu của con chuột, tức là mình sẽ cắm chuột vào đây nhé. Ở đây chúng ta sẽ có bật tắt nguồn, đây là reset, và đây là mở khóa kết nối, tức là sẽ loại bỏ những kết nối trước. Ở đây sẽ có một cái cổng này để cổng sạc. Đó, rất là đơn giản thôi, không có gì nhiều. Ok, thì đó là tổng thể sơ qua về cái hình dáng bên ngoài của chiếc bàn phím này. Vậy về còn phần đèn LED thì nó sẽ như thế nào? Đèn LED của con này thì khi mình mở lên thì nó sẽ chạy một cái dải LED rainbow, tức là chạy từ dưới lên trên. Và chỉ có khi mình mở lên thì nó chạy như vậy thôi, chứ còn khi mà nó đã lên rồi thì nó sẽ không có hiện đèn LED
kiểu như thế nữa, và nó chỉ có thể mình chỉnh được ba màu cơ bản thôi, đó là đỏ, xanh lá và xanh dương mà thôi đó. Và muốn chỉnh màu thì mình chỉ ấn nút Windows và nút T là được. Thì ba cái màu này thì mình chỉnh thì mình thấy chỉ có để màu xanh này là chắc là đẹp nhất đây. Và nhà phát triển thì có nói là sẽ họ sẽ phát triển phần mềm để chỉnh tùy chỉnh màu cho con này, tại vì con này cơ bản của nó là LED RGB mà chứ không phải LED thường, thì mình có thể tùy chỉnh được, nhưng mà hiện tại thì chưa có nhà phát triển chưa có tung ra cái bản chỉnh LED của con này. Rồi ok, mình sẽ sang cái phần hướng dẫn các bạn kết nối con này với các cái điện thoại dòng Android. Vì dòng iOS thì mình sẽ làm clip sau nhé. Để nếu mà mình hướng dẫn cả hai cái thì nó rất là dài và các bạn xem sẽ rất là ngán, cho nên mình sẽ để dành cho hàng iOS ở phần sau. Và với lại phần hàng iOS thì nó sẽ có một số hạn chế nhất định. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ sang cái phần hướng dẫn kết nối con này với điện thoại Android. Rồi, ở đây mình sẽ có một chiếc điện thoại Android, mình đang sử dụng là HTC 10 Evo. Thì chiếc điện thoại này cũng có cấu hình cũng khá là mạnh, đủ để mình chơi các game bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối. Đầu tiên thì các bạn phải đăng ký tài khoản WeChat. Đó, cái tài khoản WeChat này thì các bạn đăng ký cũng rất là dễ dàng thôi. Các bạn vào trong CH Play, rồi gõ tìm kiếm WeChat. Nó sẽ ra ngay đầu tiên, rồi các bạn open ra. Những cái bạn nào mà chơi PUBG mà đang sử dụng PUBG của thằng Trung Quốc á, thì chắc chắn là phải đăng ký tài khoản này rồi. Đó, thì cái này đăng ký dễ thôi, mình chỉ cần điền số điện thoại, thông tin của mình là ok. Đó. Rồi, sau khi mình vào trong WeChat thì chúng ta sẽ gõ tìm kiếm ở cái ô này, mình gõ là Henjoy. Đó, Henjoy 66. Để do mình đã tìm kiếm mà mình đã theo cái trang của nó rồi, cho nên mình đã theo dõi cái trang của nó rồi, cho nên nó sẽ hiện lên trên đầu. Nhưng nếu các bạn lần đầu tiên tìm kiếm thì nó sẽ không hiện lên cái dòng Henjoy trên cùng này nhé, mà nó sẽ hiện lên cái hai cái dòng này thôi. Mình sẽ chọn cái dòng phía dưới này, có cái màu đỏ, bông hoa màu đỏ ở đây, thì mình ấn search Henjoy 66. Đó, mình sẽ nhấp vào cái trên đó cùng có logo của thằng Henjoy, rồi mình sẽ nhấp vào cái dòng Enter Official Account đây. Đó. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái dòng ở giữa. Rồi có cái dòng ở giữa mình nhấp vào đây. Nó sẽ hiện lên 3 dòng thì mình sẽ nhấp vào dòng Android. Đó. Sau khi nhấp vào dòng Android rồi thì nó sẽ hiện lên một cái trang chủ của thằng này. Tuy nhiên thì mình sẽ không có download trực tiếp ở đây, và mình sẽ nhấp vào cái 3 chấm ở trên, mình chọn là Open Browser. Đó. Thì sau khi chọn Open Browser thì nó sẽ hiện ra trên trang web của máy. Thì lúc này mình sẽ nhấp vào đây để tải về. Sau khi mình tải cái phần mềm của thằng Henjoy về rồi thì vào trong máy chúng ta sẽ có cái phần mềm đó là Touch Mapping ở đây. Chúng ta sẽ mở phần mềm này lên. Sau khi mở phần mềm này lên thì chúng ta sẽ thấy có hai cái ô này, và nó sẽ chưa nhận ra cái thiết bị của mình. Điều này thì mình tất nhiên là mình phải kết nối với lại vì vậy chúng ta phải bật Bluetooth lên và kết nối với chiếc bàn phím. Chúng ta vào trong mở Bluetooth lên. Đó. Các bạn đợi nó chạy. Thôi mình sẽ xóa cái thiết bị cũ đi. Đó, thì bây giờ khi mà mình scan thiết bị mới thì bên này nó sẽ nhấp nháy, bên bàn phím nó sẽ nhấp nháy, tức là mình đang mở chế độ Bluetooth tìm kiếm thiết bị ở trên chiếc bàn phím. Sau đó mình scan Bluetooth bên này thì mình sẽ thấy có chữ HZKing và cái mã của cái bàn phím, mình sẽ ấn Connecting. Khi mà kết nối được rồi thì đồng thời cái đèn LED bên này nó sẽ ngưng
ngưng nhấp nháy nhé, thì chứng tỏ là mình đã kết nối thành công với chiếc bàn phím rồi. Và chúng ta sẽ quay trở lại cái phần touch mapping. Lúc này thì nó sẽ hiện lên chữ đó là zoom to upgrade hoặc là switch firmware, thì mình sẽ chọn là zoom to upgrade. Rồi sau khi chọn zoom to upgrade thì các bạn sẽ thấy nó hiện lên cái phần thanh download. Thì lưu ý cho các bạn là lúc này tốt nhất là mình không nên tắt giữa chừng, cũng không nên ngắt kết nối của bàn phím với lại chiếc điện thoại này nhé. Thì nếu mà mình ngắt kết nối thì nó sẽ dễ bị xung đột và cũng giống như là dễ bị lỗi trong quá trình nâng cấp. Chính vì vậy thì các bạn phải để nguyên như này để nó tải về cho hoàn chỉnh. Ok, mình sẽ đợi một lúc cho nó tải về nhé. Sau khi mình đã tải xong cái phần firmware update finish thì mình sẽ ấn vào ok. Rồi lúc này thì các bạn sẽ đừng vội mà tiếp tục sử dụng nhé. Thì mình sẽ thoát ra. Rồi mình chọn reset máy, mình sẽ giữ nguyên và sau đó mình ấn nút reset. Rồi các bạn sẽ đợi nó máy của mình reset xong nhé. Máy của mình reset khởi động lại xong thì chúng ta vào lại cái phần mềm test mapping hồi nãy đây. Đó. Thì sau khi vào trong phần mềm thì chúng ta sẽ để ý cái phần device này, firmware này thì nó sẽ đã nhảy lên là phiên bản 2.6 rồi, tức là phiên bản mới nhất. Lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành theo bước tiếp theo, đó là bước activate cái máy của mình, tức là activate cái điện thoại của mình để kết nối. Thì để activate này chúng ta phải cần một cái cách kết nối giữa điện thoại và chiếc bàn phím Android này. Thì do điện thoại của mình đang sử dụng là USB Type-C cho nên là mình phải dùng cái dây kết nối của thằng điện thoại này thì mới kết nối được với điện thoại và kết nối được với cái bàn phím. Còn nếu như các bạn dùng cái điện thoại mà dùng cổng micro USB thì các bạn có thể dùng trực tiếp cái cáp của nó có sẵn ở trong hộp nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái dây USB Type-C của mình. Thì ở đây mình đang có một chiếc cáp Type-C của thằng HTC 10. Thì mình sẽ cắm vào chiếc điện thoại của mình. Sau đó đầu cổng USB này thì mình sẽ cắm vào trên chiếc bàn phím. Đó, rất là đơn giản thôi. Các bạn lưu ý là cắm cái cổng mà có hình cái con chuột đó nhé. Rồi sau khi cắm vào trong chiếc bàn phím thì chúng ta sẽ hiện lên một cái thông báo như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn Yes đó, và nhấp Always, chọn OK. Các bạn sau đó sẽ nhấp vào chữ To Activate, chọn Next cái bài, các bạn chọn Next đại đi nha. Rồi các bạn chọn nó sẽ yêu cầu tắt và mở cái thiết bị. Thì mình sẽ gạt cái cần gạt tắt thiết bị ở sau này. Đây nhá, mình tắt đi, sau đó mình bật lên lại. OK, để mình sẽ đợi một lúc và nó sẽ hiện lên thông báo tiếp. Thì mình sẽ ấn OK tiếp, Yes tiếp. Đó, lúc này thì nó sẽ hiện lên cái chữ đó là Activation Start. Lúc này thì nó đang truy cập vào trên cái máy của mình để yêu cầu quyền để mình có thể chơi được cái bàn phím này ở trên máy. Sau khi mình đợi một lúc thì nó sẽ hiện lên dòng Activate Successfully và cái này nó hiện màu xanh thì là đã OK rồi. Lúc này để mình test các cái tựa game cũng như là để mình test xem thử bàn phím hoạt động hay không thì mình sẽ nhấp vào cái hình control ở đây. Đó, chúng ta sẽ có cái dòng chữ test device, mình sẽ ấn chữ test device vào đây. Thôi, lúc này mình sẽ thử bấm cho các bạn coi nhé. Thì mình sẽ thử bấm một số nút ở bên đây và nó sẽ đó. Sau khi mình bấm nút thì nó cũng sẽ hiện các cái nút mà mình được nhận mình bấm. Thì do cái này là bàn phím cơ nên nó sẽ nhận tất cả các nút cùng một lúc, giống như mình bấm ra toàn bộ bàn phím thì nó sẽ nhận toàn bộ bàn phím luôn, rất là ngon. Đó, cái này thì các bạn yên tâm. Rồi, thì về chuột thì sao? Cái này chuột thì rất là đơn giản thôi. Vì cái máy này nó hỗ trợ chuột nên các bạn dùng bất kỳ con chuột nào cũng được, không nhất thiết phải là chuột xịn hay là chuột gaming. Thì mình tốt nhất là mình nên dùng một con chuột nhỏ gọn và không dây thì cũng được. Đó, mình sẽ dùng một con chuột, đó là con chuột Fantech không dây này. Rất là nhỏ gọn, còn đẹp nữa. Đó. Thì mình cũng sẽ cắm cái con chuột này vào cổng USB. Thì sau khi mình đã activate thành công rồi thì mình rút cái cổng USB này ra, không cần thiết phải sử dụng nữa. Đó, mình sẽ cắm cái đầu cắm của con chuột vào đây. Sau khi cắm đầu cắm vào cái bàn phím thì chúng ta sẽ kiểm tra chuột. Đó.
mình sẽ dùng một cái hộp để mình di chuột cho nó dễ. Rồi, sau khi mà mình cắm vào bàn phím rồi thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem chuột nó có hoạt động hay không. Rồi, mình sẽ kiểm tra bằng nút bấm. Khi mình bấm thì nút đã có nhảy đây, có hiện lên cả nút giữa luôn, thì nó cũng sẽ hoạt động và nó sẽ hiện lên. Đó. Còn chuột di thì như thế nào? Khi mình di thì nó cũng sẽ hiện cái biểu tượng di chuột ở phía dưới này. Mình di thì nó cũng sẽ di theo luôn, chứng tỏ là cả chuột cả phím đều đã hoạt động ok. Rồi, lúc này thì để vào game chúng ta sẽ như thế này. Về Android thì nó sẽ hỗ trợ tất cả các game luôn. Thì các bạn muốn add game nào từ trong máy thì chúng ta nhấp vào cái dấu cộng ở đây để mình chỉnh lại cho nó dễ nhìn. Rồi, sau khi mình muốn add bất kỳ game nào thì mình sẽ nhấp vào chỗ add game ở đây. Đó. Lúc này nó sẽ kiểm tra trên máy mình có những cái ứng dụng nào thì mình sẽ tìm đến cái game đó, ví dụ như game này Save Legend thì mình sẽ nhấp vào đây để mình add vào. Đó. Khi nhấp vào nó sẽ hiện cái dòng chữ add này và có chữ ID, còn cái này trên thì không có. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vào game thôi, rất là đơn giản. À, mình sẽ tự vào game một cái game rất là nổi tiếng, đó là game PUBG của thằng Trung Quốc. À, đây là phiên bản mobile nhé. Rồi, mình sẽ đợi một lúc để game load vào. Rồi, sau khi đã vào game thì chúng ta sẽ thấy có yêu cầu là đăng nhập bằng WeChat. Còn nếu bạn nào đã có sử dụng PUBG một lần rồi thì không cần. Hôm nay mình cứ đăng nhập bằng WeChat thôi, nên chắc không cần phải nói nhiều nữa rồi. Rồi, và đây là cái tựa game PUBG ở trên mobile. Thì game này bây giờ đang rất là hot đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào thử cho các bạn xem nhé. À, mình sẽ chọn là đấu đơn đi cho nó dễ. Rồi, bắt đầu. Đợi lát game tiếp. Rồi, sau khi vào game thì do cái này nó đã có thiết lập hết tất cả các nút rồi của game này rồi. Do đây là game Trung Quốc cho nên mình chỉ việc sử dụng thôi. Còn những game khác thì mình phải thiết lập nhé. Ví dụ như ở đây đang có nút V là nút nhảy dù. Đó, thì mình là nút V để nó nhảy dù. Rồi, sau đó mình sẽ điều khiển bốn nút điều hướng. Đó, mình có thể điều khiển được. Và chuột mình cũng xoay như bình thường luôn. Đó. Những bạn nào nói mà mình kêu là lừa đảo hay là bị cái gì đó thì các bạn chắc có vấn đề về não. Đây, mình thao tác rất là chính xác nhé. Không hề có ví dụ ghép video hay gì nhé. Mình cũng xin lạy luôn các thánh. Đó. Đó, mà do cái game này nó đã được thiết lập sẵn khi mình nhấp vào cái biểu tượng Enjoy ở trên này thì nó sẽ hiện tất cả các cái nút mà mình đã thiết lập ở trên bàn phím. Đó. Cho nên là khi các bạn vào cái game mới các bạn muốn thiết lập khác thì các bạn chỉ việc ấn cái nút đó thôi. Ví dụ như là mình chưa có nút Tab chẳng hạn. Đó. À đây, nút Tab có sẵn rồi. Thì khi mình ấn nút Tab ra, ví dụ nhé, bây giờ mình xóa cái nút Tab này đi, bỏ vào đây. À, mình ấn nút Tab thì nó sẽ nhảy từ trong ra. Mình xóa nút Tab là mình sẽ kéo và bỏ vào thùng rác này. Thì khi mình ấn nút Tab thì nó sẽ nhảy ra giữa màn hình. Đó, thì lúc đó mình sẽ kéo nút Tab này vào bất kỳ cái điểm nào mà mình muốn. Đó, ví dụ như ba lô đây. Rồi mình đóng lại. Thì khi đó khi mình ấn nút Tab thì là tương ứng mình chạm trên bàn phím vào điểm đấy. Đó, Tab ra ba lô. Rất là đơn giản. Cũng tương tự như vậy. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn lấy các cái nút điều hướng ASW này á, thì các bạn nhấp vào dấu cộng. Rồi sau đó chọn cái dòng này. Thì nó sẽ hiện ra cái nút điều hướng ASW. Đó, thì mình sẽ chọn gì vào đây. Còn chuột thì sao? Chuột thì các bạn đơn giản thôi. Đó, ví dụ như bây giờ mình xóa con chuột đi. Mình muốn di chuột, cho nó hiện di chuột ra thì mình chỉ cần xoay con chuột như thế này thì nó sẽ hiện lên cái bảng di chuột. Đó, mình chọn vào đây. Đấy, rất là đơn giản. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được, khi mình nhấp vào cái bảng di chuột thì mình có thể chỉnh được cái tốc độ di chuột. Mình lưu lại. Đó, rồi mình đóng đi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử. Đó, rất là ok, mượt mà. Rồi. Có vẻ di chuột thì hơi nhạy quá. Mình sẽ chỉnh lại di chuột nó, tốc độ di chuột nó thấp thôi. Đó, xa về lại, đóng lại. Đó, đơn giản vậy thôi. Còn chẳng hạn như mình muốn xem thử nút chạy nhanh là nút gì thì mình lại nhấp vào đây để kiểm tra xem thử nút chạy nhanh. Nút chạy nhanh hiện tại đang là Shift.
Thì mình ấn nút shift đây. Giữ mình chỉ cần ấn một nút shift thôi, tại vì cái căn bản thì cái phím này là mình phím chạy nhanh thì mình chỉ cần ấn một cái là nó đã chạy nhanh rồi, mình không có cần giữ. Rất là dễ đúng không? Thao tác cực kỳ dễ dàng luôn. Do máy của mình nó hơi cùi cho nên là nó cũng hơi chậm. Đó, ví dụ đây là nút mở cửa là nút F thì nó đã có lưu sẵn rồi, F thôi. Rồi, vào đây thì thường những cái game này thì nó có tự động là loot đồ cho mình luôn. Nó các bạn thấy có thể là giết nó một cách rất là dễ dàng. Thì mình di chuyển dễ hơn nó. Và cái chuột của mình nó cũng di nó dễ hơn là mình sử dụng là trên trên máy tính. Tương tự thì các bạn có thể sử dụng cái bàn phím này cho bất kỳ cái game nào. Thì nó cũng có một cái nguyên lý rất là đơn giản như vậy thôi. Mình bắp ping nút và mình sử dụng cho game đó mà thôi. Thì về cái tổng quan của chiếc bàn phím này, chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên, chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím cơ di động nhỏ gọn, có thể sử dụng cho tất cả các cái dòng điện thoại Android cũng như là iOS. Ngoài ra thì nó là bàn phím cơ cho nên là bấm, cảm giác bấm nó rất là sướng này. Có cả đèn LED nữa, rất là bắt mắt. Và nó pin của nó khá là trâu, thì mình chạy từ nãy đến giờ cũng rất là nhiều rồi, không hề tụt đến một cục luôn. Rất là ngon. Đó. Thì chiếc bàn phím này giá của nó hiện tại đang là khoảng 1,5 triệu. Thì với cái tầm giá này cũng có vẻ là hơi chát so với những cái người mà có ý định mua bàn phím này. Thì cũng có vẻ và giá nó rất là cao. Nhưng đối với những người nào mà có thích sở thích là chơi game trên điện thoại và thích mang đi, thì có lẽ là mình nên sử dụng con phím này là best rồi. Cộng với lại một con chuột không dây nữa là ok, ngon. Đó. Thì đây là cái phần mình mở hộp và đánh giá cái con bàn phím này trên tay. Đây là cái phần mình mở hộp đánh giá con bàn phím sơ qua con bàn phím này, cũng như là hướng dẫn cho các bạn kết nối với điện thoại Android. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về chiếc bàn phím thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Hiện tại thì con bàn phím này bên mình đang còn rất là ít, nếu mà các bạn muốn mua thì hãy order ngay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.